bị giam cầm trăm vạn năm, đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới chấp 321. Bắt con, cố ý làm màu. Diệt cho ta. Tiểu bối người dám. Hửm. Đại ca, Tiểu Bạch lại gặp nhau rồi. Cái gì, bị chặn lại rồi? Người là ai? Người không xứng hỏi tên của bản đế. Cỗ khí tức này. Lẽ nào, người là Bạch Đế? Cái gì, Bạch Đế ư? Chuyện này sao có thể chứ? Bạch Đế không phải đã chết từ lâu rồi hay sao? Đây thật sự là một vị đại sư ư? Bao nhiêu năm rồi, chúng ta vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị đại đế. Đừng hoảng. Đây chẳng qua chỉ là một đạo hư ảnh của Bạch Đế. Căn bản không phải Bạch Đế thật sự, thực lực không biết đã giảm đi bao nhiêu vạn lần. Bạch Đế thì như nào, hắn không phải đối thủ của chúng ta, cùng nhau giết hắn. Có thể giết một vị đại đế là niềm vinh quang suốt đời. Chuyện này chắc chắn có thể nói phét cả đời, lên. Người dám. Cái gì, lại có một vị đại đế nữa? Cỗ khí tức hư không dung chấn này, lẽ nào là hư không đại đế? Vững tâm, chúng ta có thể thắng. Hư không đại đế cũng là một đạo hư ảnh mà thôi, vẫn có thể giết hắn. Vậy sao? Xuất hiện. Ôm đàn cổ, đây lẽ nào là cầm đế trong truyền thuyết? Đã có ba vị đại đế đi ra từ trong thần bia vạn trượng rồi. Thần bia vạn trượng lại rung chấn, lẽ nào còn đại đế khác ư? Đại đế tới. Đây là Phi Dương Tiên Đế ư? Là Phi Dương Tiên Đế, ta từng nhìn thấy tranh chân dung của tiên đế trong từ đường. Đệ tử bái kiến Phi Dương Tiên Đế. Bái kiến Phi Dương Tiên Đế. Tiên Đế, bao nhiêu vạn năm rồi, chảm kỳ lại gặp được ngài rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.